Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên đang tích cực đôn đốc các nhà thầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn để bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ. Năm 2022, huyện Văn Yên được tỉnh giao xây dựng 96 công trình xây dựng cơ bản với tổng vốn đầu tư hơn 213 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn giao năm 2022 là 137 tỷ đồng và vốn ngân sách huyện trên 120 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 16,6 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách trung ương và một số nguồn vốn khác. Có 60 công trình chuyển tiếp, còn lại gần 20 công trình khởi công mới. Đến nay, huyện đã hoàn thành và bàn giao 11 công trình chuyển tiếp và khởi công xây dựng mới. Giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đạt trên 76 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch. Công trình trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Văn Yên có giá trị đầu tư hơn 9 tỷ đồng, được khởi công xây dựng cuối tháng 10 2021 do liên doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Công và công ty cổ phần Phong Vũ thi công, đang được nhà thầu tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Công trình gồm xây mới nhà làm việc của ban giám hiệu và hội trường 3 tầng có diện tích sử dụng gần 1.000 m2. Xây mới nhà ký túc xá và bếp ăn 2 tầng có diện tích sàn hơn 500 m2 và các hạng mục phụ trợ khác. Đến nay, nhà thầu đã cơ bản thi công xong phần thô của hai khối nhà ban giám hiệu, hội trường và nhà ký túc xá, ước đạt 85% khối lượng công việc. Hiện nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đến đầu tháng 7 2022 sẽ hoàn thành để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng. Tiến độ thi công thì do thời tiết cũng là không ủng hộ về dịch Covid. Thì trong thời gian lúc thi công thì mới đầu khởi công thì thời tiết nó cũng gây ảnh hưởng khó khăn đến nhà thầu thi công. Đến giờ thì nhà thầu vẫn đảm bảo đủ tiến độ. Các nhà thì với hạng mục nhà ăn thì đã hoàn thiện, mà còn cái nhà giảng đường đã xong phần thô và đang hoàn thiện những phần thang trí. Công trình xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện Văn Yên mới được khởi công đầu tháng 4 2022 do công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung thi công, đến nay cũng đang được nhà thầu tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Công trình có giá trị đầu tư hơn 31 tỷ đồng, thiết kế 2 tầng, diện tích sử dụng trên 1.600 m2 và hơn 1.000 chỗ ngồi. Hiện tại công ty đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công phần móng. Phấn đấu đến hết tháng 4 2023 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể thao của cán bộ nhân dân trên địa bàn. Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung chúng tôi nhận được trúng thầu cái gói thầu trung tâm thể thao huyện Văn Yên, tổng diện tích là 1.600 m2, bắt đầu khởi công từ đầu tháng 4 năm 2022 thì thời tiết nó cũng thuận lợi, thì bây giờ chúng tôi đang tiến hành đẩy nhanh tiến độ để thi công phần móng, cố gắng sẽ hoàn thành kịp thời gian tiến độ vào tháng 4 năm 2023 để đưa vào bàn giao sử dụng cho trung tâm huyện. Tuy nhiên, trong đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Văn Yên cũng gặp một số khó khăn cần khắc phục. Đó là nguồn vốn ngân sách huyện còn cấp chậm, dẫn đến việc thanh toán vốn cho bên B còn chậm, giải phóng mặt bằng một số công trình còn khó khăn, năng lực thi công của một số nhà thầu còn hạn chế. Thời tiết mưa nhiều, giá cả hầu hết nguyên vật liệu đều tăng nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công của một số công trình. Để khắc phục những cái khó khăn đó, đảm bảo cái tiến độ giải ngân theo kế hoạch mà huyện đã cam kết với Ủy ban nhân dân tỉnh, thì Ủy ban nhân dân huyện đã vào cuộc chỉ đạo quyết liệt. Đấy, trong đó chú trọng tâm vào một số những giải pháp cụ thể như sau. Đấy, thứ nhất là chủ động là điều chỉnh cái kế hoạch vốn theo thẩm quyền để đảm bảo được cái tiến độ giải ngân theo như các cam kết của huyện. Đấy, trong đó tập trung vào là bố trí những cái nguồn vốn cân đối của huyện cho những cái công trình còn đã đảm bảo khối lượng nhưng còn thiếu vốn. Cái thứ hai là chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cũng như là ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng đấy, chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công đấy, tăng cường các mũi nhân lực, huy động thêm máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình sớm hơn so với những cái kế hoạch đã đề ra. Với những giải pháp tích cực trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ quyết tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ bản, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững.